Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Trước giờ gờ thì Chanel đã thả thính vài khoảnh khắc của Jennie cùng những nhân vật thân thiết khác của thương hiệu thông qua những bức ảnh chụp bởi bộ đôi nhiếp ảnh gia người Hà Lan. Hành động này của Chanel khiến người hâm mộ thêm đứng ngồi không yên mong chờ xem Jennie sẽ mặc gì ở show diễn. Và giây phút mọi người mong chờ đã đến, Jennie xuất hiện rồi đây. Outfit đỏ không chỉ giúp bật lên nước da trắng mịn của Jennie mà còn phô ra được thân hình săn chắc quyến rũ của nữ idol. Lần này thì Jennie duỗi tóc thẳng, chọn kiểu make-up nhấn vào eyeliner. Về màu son, Jennie diện son hồng nhạt ngọt ngào. Một sắc đỏ thuần chấm phá giữa Paris đang mưa phùn lạnh lẽo, đã vậy thì Jennie còn diện crop top và chân váy ngắn. Nhìn cháy thật đấy nhưng fan cũng cảm thấy lạnh thay cho cô nàng. Xong bỏ qua chuyện đó thì hôm nay Jennie quá là xinh xẻo luôn. Cô nàng phối phụ kiện ngọc trai gồm dây chuyền layer và chân beo ở lưng, mix cùng túi xách tông xuyệt tông. Không chỉ khiến dân tình ở Paris phải đội mưa, hashtag về Jennie cũng leo top trending thế giới từ trước lúc cô xuất hiện. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!